Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video hướng dẫn tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể tạo một cái hiệu ứng mở khóa trên hình iPhone cực kỳ đẹp và lạ mắt. Các bạn cùng theo dõi trong đoạn sau video mình nhé. Rồi, để tạo cái hiệu ứng mở khóa ở trên iPhone thì các bạn hãy làm cho mình như sau nhé. Các bạn nhấn giữ vào màn hình khóa này, sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái biểu tượng là dấu cộng ở đây nhé. Đấy, các bạn chọn biểu tượng dấu cộng này. Tại biểu tượng dấu cộng này thì nó sẽ đưa các bạn đến cái mục là hình nền mới. Các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là thư viện ảnh ở đây nhé. Các bạn chọn vào. Rồi, và máy sẽ đưa đến các bạn cái ảnh này. Các bạn sẽ chọn một cái ảnh. Ví dụ như mình sẽ chọn ảnh này chẳng hạn. Đấy. Ok. Các bạn, sau khi các bạn chọn xong, các bạn lấy tay các bạn vuốt sang bên tay trái. Nó sẽ chuyển sang cái màu trắng đen như thế này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình là thêm này. Đấy. Thêm. Đấy. Tại đây hiển thị cái phần là đặt làm cặp hình nền và tùy chỉnh màn hình chính. Các bạn chọn cho mình tùy chỉnh màn hình chính. Các bạn tiếp tục chọn cho mình vào đây, các bạn chọn mục ảnh nhé, ảnh ở phía dưới này, chỗ góc này nè. Ok, chọn vào, chọn tiếp cái ảnh vừa nãy vừa rồi nhé. Rồi, các bạn chọn cho mình là xong. Đấy, xong này. Ok chưa? Giờ các bạn chọn xong tiếp và các bạn chọn tập trung. Ok, chế độ về màn hình. Cậu rồi, bây giờ thoát ra, các bạn thoát ra. Bây giờ các bạn sẽ vào một bước nữa, các bạn vào cho mình mục cài đặt chung của máy này. Các bạn vào mục trợ năng. Các bạn chọn cho mình cái mục là chuyển động ở đây. Bạn nào mà đang tắt cái mục chuyển động này, các bạn bật cho mình giảm chuyển động lên nhá. Rồi, bây giờ thì các bạn cùng xem thành quả nhá. Bây giờ mình khóa này. Ở màn hình khóa nhá. Các bạn vuốt này. Đấy, rất là ảo chưa? Đấy, rất là hay, mình làm lại nhá. À. Ok. Đấy, cực xịn nhá. Rồi, các bạn làm theo và chúc các bạn thành công. Và vừa rồi mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể tạo cái hiệu ứng mở khóa màn hình iPhone cực kỳ đẹp và lạ mắt. Và nếu các bạn thấy hay, nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh. Và những bạn nào có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào, bạn comment phía dưới phần bình luận video nhé.